Chào các bạn, chắc hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với những tựa đề như thế này rồi. Thế nhưng mà hiện tại thì PS5 cũng như là Xbox Series X đã được ra mắt với chúng ta. Còn chiếc máy Switch Pro nó vẫn đang là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu là những yếu tố đáng để mong đợi trên chiếc máy Switch được nâng cấp này nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc máy Switch có thể chơi với gia đình, bạn bè của bạn trong dịp lễ Tết sắp tới thì mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả cho bạn dễ tham khảo hơn. Đầu tiên là về viền màn hình thì bản Switch hiện tại đối với mình gần như là hoàn hảo về cái mặt thiết kế. Thế nhưng mà sau một thời gian sử dụng, mình nhận thấy là viền màn hình của tablet nó khá là dày, làm cho cái cảm giác chơi game không được trọn vẹn cho lắm. Không như vậy, nếu mà để đem so với hiện tại thì viền màn hình dày dường như không phải là một cái thiết kế hợp thời nữa rồi. Khi mà các thiết bị công nghệ họ đã làm cho cái viền màn hình nó mỏng nhất có thể, thậm chí là tràn viền để cho người dùng chúng ta có được cảm giác sử dụng tốt nhất. Trong một đoạn trailer của tựa game Infliction Extended thì một chiếc máy Switch với viền mỏng hơn đã xuất hiện làm dấy lên thông tin về bản máy mới này của hãng. Tiếp theo đó chính là hỗ trợ đồ họa 4K. Đồ họa 4K chắc chắn không phải là kỳ vọng riêng của mình trên bản Switch mới này rồi. Khi mà cả Xbox Series X lẫn PS5 được công bố là sẽ có hỗ trợ các game đồ họa lên đến 8K thì việc người dùng yêu mến Nintendo mong mỏi ở chiếc máy Next Gen này của hãng có hỗ trợ 4K cũng là một chuyện rất là dễ hiểu mà thôi. Không chỉ là mong mỏi mà dường như hy vọng này có khả năng thành hiện thực khi mà trang tin IGN đã đề cập đến việc Nintendo đang yêu cầu các nhà phát triển game bắt đầu làm các tựa game trên nền tảng này với đồ họa 4K. Vậy thì việc bản máy Switch Pro mới này có hỗ trợ 4K có vẻ chính xác 70% rồi, và việc của chúng ta bây giờ là đợi xem khi nào hệ máy mới này được ra mắt với công chúng mà thôi. Về cấu hình, tất nhiên việc xuất ra đồ họa 4K thì bản Switch Pro mới cũng cần có một cái cấu hình mạnh hơn đúng không nào? Cấu hình mạnh luôn luôn là điều mà ai cũng mong muốn ở mỗi của máy game. Càng mạnh thì càng tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho trải nghiệm chơi game của chúng ta mượt mà hơn rất là nhiều. Đã có những tin đồn xung quanh việc Switch Pro sẽ sở hữu cấu hình mạnh hơn chiếc máy Switch hiện tại gấp 10 lần. Chưa kể đến những tin đồn rằng AI cũng sẽ được Nintendo tích hợp ở trong chip của Switch Pro. Nếu đây là sự thật thì phải công nhận là Switch Pro sẽ không kém cạnh gì so với hai cỗ máy game đối thủ cả. Điểm cuối cùng mà mình mong mỏi trên chiếc máy Switch mới này, hoặc là trên một cái bản cập nhật mới của Switch mà thôi, đó chính là việc quay màn hình khi chơi game. Hiện tại thì máy Switch chỉ có thể chụp màn hình cũng như là quay màn hình game ở 30 giây cuối của trò chơi, và mình mong rằng cái thời lượng quay màn hình game nó sẽ dài hơn một chút, vì hiện tại thì PS4 nó cũng đã có thời lượng quay lên đến 60 phút rồi. Mình cũng rất thích việc quay màn hình khi chơi game để có thể chia sẻ với bạn bè của mình, nên là mong Nintendo hãy cân nhắc điểm này nhé. Và đó là những kỳ vọng của mình về bản máy nâng cấp Switch Pro của nhà Nintendo. Còn các bạn có những mong muốn gì khác thì hãy để lại comment ở bên dưới cho mình cũng biết nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!